Thình vô ngồi đó chờ đi thao đái. Đấy, này mình cũng xin chào cả nhà. Là thằng đái nữa rồi. Chưa cả nhà. Núp trong ngôi. Chưa tháo nằm giỏng chứ sao? Cả đái trưa này chút nữa mình đi tháo. Mai chưa tới nước nữa nha, đóng sớm kiếm đồ ăn. Nước này chảy chút xíu. Bật vừa nhóc kìa. Chút tháo nữa luôn. Chưa tới nước mới cống có gì không đây. Ăn thì nhiều cho nhiều không đủ. Cái này tháo đáy lên này. Thấy con chút vậy. Tôm rỡ đá cua không có. Mới có miệng mà. Tôm nhiều. Tôm vô, tôm rạc hai con cua một kẹ một kẹ con rạc à rạc hai con mực gì rồi bỏ ra xuống con gì rồi ba mực lận có kèo rồi nè mấy đậu nước có kèo rồi. Ủa ba con mực lên mà. Có mực hả? Có cá xuông. Thôi, có cá xuông đi. Con này con gì con lưới trâu. Dây, thấy con dây bấm được. Ừ, một con cua. Con bự. Đâu, không thấy đâu, kìa. Ủa, cua gạch cho bá luôn. Nó xước cua luôn kìa trời. Con mực. Con mực này. Con gì? Đây định của con mà. Con lỡ. Con con. Để lửa lấy về tôm con kìa. Nhóc lên con con nhiều. Con mực con bò sải sải. Con bóng cá. Tới mùa có bóng cá tới rồi. Chưa tới mùa có kèo. Biết sao. Trời ơi cua. Tới mùa này chứ chưa tới nó nhiều đâu. Cá kèo. Ủa không ra không biết được nhiêu ký luôn. Lúc này tao mua lại. Tôm cua cá gì cũng mua lại hết á. Chưa bán bữa nào. Sáng nay mình bán thử thôi. Thôi chứ mình tắt đi. Chắc này lửa được rồi, lửa tôm con quá trời luôn, nha, một son luôn. Rồi, chú lúc luôn rồi. Con cá kèo. Tôm bự nhiều nè. Quả được nhiều. Lửa xô. Lửa xô tôm bự, một thau, một son tôm nhỏ luôn. Đây ra, rồi. Cá kèo đó, bởi được mấy cá kèo. Mấy cá kèo à, đủ sáng còn khô à. Được mấy mực sáng nay xào, hôm qua. Cá kèo bắt cũng được. Mấy cá kèo con bành bành thôi. 2, 4, 6, 8, 10, 13 con. Một thao cá dụng luôn. Rồi, rửa đi.
đi. Muối. Muối sáng làm cơm ăn. Sáng hai chồng nấu cơm ăn. Đồng ngồi sau lưng quay. Cơm ăn là nó đi cái lái cái nhà. Hôm cài đáy rồi hôm. Nước đây có lên thì đóng sáng này nhiều. Mới hình sáng. Hôm với xuồng còn hai con mực kìa. Mất lên. Sợ quá. Hôm chung tốt lỗ lù á. Hai con. Vậy bắt hai tôm luôn em. Hai có mực. Sống luôn nè. Đây, đây tôm. Cá nha chết. Ai biết cho ăn gì cho. Hai mực nước đá rồi. Hai con ăn đủ ha. Hai con ăn được rồi. Hai con sợ quá. Ba con rồi đóng. Hôm được 5 con mực. Hết mực rồi. Chỗ qua kho cá cá kẹo khô khô sợ qua hủ qua sắc đào với mực cá kẹo như đây kho mắm gương. Nhìn bị kêu nước lớn rồi kìa. Lớn thì kéo. Rồi không biết là đi cho đáy nữa cái này. Sao mà dĩ ghe không có tỏi làm gì đây cái này không có sạn. Đi quên lấy. Không sao ăn vậy đi. Mình kín còn cá đã sôi cơm. Rồi, mời cả nhà ăn cơm sáng mực trầu hủ qua cá kèo khô khô. Rồi ăn đi. Xong xong đi kéo lái tới nữa kìa, nước lớn tới rồi. Mời cái nhà ăn cơm. Rồi, mình cũng đi ăn cơm cái nhà ấy. Cơm ghét còn đi. Cho đái tiếp. Mời cả nhà. Ăn cá tiêu, bỏ tiêu ngon. Mời cả nhà ăn rau mực.
sáng này thì anh Vinh nó không có đi lên đóng cả nhà. Và trồng cái con cá rồi. Nó khuya rồi nên anh phụ được. Mà cái nhà ăn khúc cá gạo nói chuyện có nghe nhỏ thì cũng thông cảm rồi cả nhà, để má hay cha. Giang Đức mất đá rồi nhớ mới nè đá dọn để đi. Mấy giờ mới thôi? Hồi 16 mấy giờ rồi? 16 giờ mấy rồi? Dân lao động này thì sáng ăn cơm không cả nhà, hết có rượu ăn trắng ăn mì cũng ngon. Cơm mới làm nổi. Cá gì bận cho má cá ăn cơm ngon lắm. Đặt nước ớt luôn mà ăn cái bụng mực à, mời cả nhà ăn cái bụng mực ăn đậu cháo bụng nó hơi dai thiệt cái ăn lột cắn đấy.
Trái ngon. Động mật phải bán quý bóng ở nhà. Dài quá. Lúc này cũng hết mùa rồi cả nhà. Hôm được 5 con. Được mấy con rồi. Hết mực. Trứng nghĩ sao kêu ra hết đó to tự nhiên sống nữa chúng tao đó chạy. Mình là con dài con bọng kìa, có hai con mà hai chồng ăn hết, nó ăn mấy rau thôi. Nhóc đó luôn. Trưa vô cái đáy người ta ăn mì, bỏ vô mì nữa. Rồi, hai chồng cũng cảm ơn cả nhà đã coi kênh của Toàn Duyên Hải nha, ủng hộ của kênh của Toàn Duyên Hải. Rồi, cả nhà có coi nhớ nhấn like cho hai chồng cả nhà. Rồi hai chồng nhấn này cũng trễ rồi. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà.